Đậu xin chào các bạn. Qua mấy tháng nay ở truyền thông báo chí đã nói cái chuyện lùm xùm của bà Hằng đến với ông Võ Hoàng Yên và với showbiz thì nó đã ngã ngũ như thế nào. Xin mời các bạn nghe bà Hằng sẽ nói gì về cái sự vụ mà công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà ấy làm việc. Đã đi tới cái giai đoạn mà sắp đánh nhau rồi, xỉ xỏ cho mặt mà đánh nhau sắp có nghĩa là kinh khủng rồi. Vậy thì còn cái gì để nói nữa không? Bỏ tay. Tôi tin cái chuyện này là chắc chắn là Bộ Công an và các bác lãnh đạo Trung ương phải biết và phải làm rõ ra tất cả ai đã thao túng cho nó vào đó, để nó dùng những cái hành vi coi như hành hung cả nạn nhân đang đi thưa kiện tại nơi đó. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật nếu tôi nói sai một lời. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật nếu tôi nói sai một lời. Tiếp đến là Quang Đậu xin mời các bạn nghe cái giới truyền thông báo chí nói về bà Hằng như thế nào, sự thật như thế nào trong cái lúc làm việc của công an thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ việc CEO Nguyễn Phương Hằng livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư hành hung mình trong buổi làm việc với công an thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã đưa ra thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Theo đó, ngày 17 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, ngụ quận 1, sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để livestream, cho biết trong buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên vào ngày 16 tháng 10 năm 2021 tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, bà bị ông Yên và 4 luật sư đi cùng hành hung. Về việc này, công an thành phố thông tin như sau: Cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng cảnh sát hình sự PC02 đang điều tra, xác minh đơn tố giác của bà Hằng với ông Yên vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình điều tra, nhận thấy một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác. Do đó, cơ quan điều tra đã trao đổi với kiểm sát viên, tiến hành đối chất theo luật định. Qua quá trình tham gia đối chất vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 10 tại trụ sở phòng PC02, có hai điều tra viên và một cán bộ điều tra của phòng PC02 chủ trì, tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ và phía người bị tố giác là ông Yên cùng 4 luật sư Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hưng. Trong suốt thời gian buổi đối chất, cơ quan điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát hành hung giữa ông Yên và các luật sư với bà Hằng. Lúc 10 giờ ngày 18 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với bà Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ để xác nhận sự việc này. Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Quang Đậu xin chào các bạn. Vừa rồi là các bạn cũng đã nghe bà Hằng nói gì và bên giới truyền thông nói gì trong cái sự vụ của ông Võ Hoàng Yên mà công an thành phố đã mời làm việc. Mong các bạn hãy đón nhận những cái lời xúc phạm hoặc là có hoặc là không. Chúng ta hãy chờ kết quả ra sao.